Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ gầm xe đẩy hàng. Bộ này thì có các cái kích thước là chiều rộng, khi lắp bánh lên thì nó từ 68cm, 78, 88cm. Các bạn lên vỏ sàn xe thì nên chẵn là 70, 80, 90. Và tất nhiên thì các cái nhu cầu rộng hơn cũng có. Tuy nhiên thì đối với bộ này mình lên cho nó khoảng cấu hình là khoảng 3 đến 400 kg. Đấy, bánh đẩy trước, bánh dẫn động tự do, có phanh chống trôi, sạc, bộ điều khiển, công suất động cơ là 850W. Cái này sẽ phụ thuộc vào cái tải trọng nữa. Tuy nhiên một bộ cơ bản nó là như vậy. Với những cái nhu cầu mà tải trọng từ 500 kg trở lên ấy, thì các bạn cần phải thay cái bánh tải trọng cao hơn, bánh đặc chẳng hạn. Muốn bánh nặng mà đặc thì bánh này là bánh hơi nhé. Bánh này bánh hơi có đường kính là 30, thông số là 300/8. Phanh cơ, tay ga báo điện là loại tay ga có vừa có ổ khóa báo điện, có tiến có lùi. Đây là một cái bộ bánh trước này. Bánh trước là xoay dẫn động tự do nhé. Đấy, các bạn làm xe nào đẩy rồi thì các bạn biết. Tuy nhiên này nó là lại tốt, lại tốt đấy, chịu tải tốt. Đây là bánh hơi, thông số là 410/350/6. Lúc nãy mình nói nhầm là -8, này là -6 thôi nhá. Đấy. Động cơ 850W, 48V. Tay phanh chống trôi, tay ga báo điện, có luôn ổ khóa và báo vôn luôn. Công tắc này thì trang bị một cái loại công tắc này thì các bạn vừa có thể dùng để tiến lùi, dùng còi. Đấy, thì cái này tùy bạn thôi. Đũa phanh và phụ kiện là như vậy. Cách lắp đặt thì bên mình có thể hướng dẫn thêm khi các bạn gia công, thi công. Thì các bạn chở hàng nặng hơn thì chắc là phải đổi loại bánh khác. Thì nó có loại bánh đường kính 40, bánh 400/10 đấy, đường kính 40. Bánh đặc thì nó có khả năng chịu tải đến dưới 1 tấn là được. Còn với động cơ này thì các bạn có thể sử dụng chung với lại tải trọng 1 tấn cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì cái cầu này nó có số chậm và số nhanh, số khỏe đấy. Đấy, chiều rộng thì tùy ý. Và mọi chút nhu cầu đặt hàng ấy thì xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.